Hello, chào cô chú anh chị và bạn nha. Hiện tại mình đang ngồi uống quán cà phê cũng khá đẹp luôn. Đây là quán cà phê gió với cái view đồi khá là đẹp luôn. Ở đây hiện tại thì cũng khá đông. Mọi người có thể nhìn ở xa xa. Ở đây thì có thể là mọi người tới uống cà phê rồi chụp hình cũng khá đẹp. Ở đây thì không khí thì rất là mát mẻ. Nói chung là mình đi cũng hơi trễ nha, này cũng trưa rồi. Rồi ở đây phía dưới là có một cái quầy là để chỗ đó mình sẽ mua, rồi xong bắt đầu mình sẽ bưng lại ngay chỗ bàn để mình ngồi, có thể mình uống ngắm cảnh, có thể chụp hình cũng được, cũng khá là đẹp luôn. Mình uống cà phê xong thì lát mình sẽ đi qua thác Đa Tanh La, nó nằm ở dưới ngay chỗ cái đèo Ren đó. Rồi mình đi lùng vòng quay view ngày cho cô chú anh chị và các bạn xem luôn. Đây mình đang vào thác Đa Lần Ta. Đó. Sơ đồ tham quan của thác Đa Tanh La. Ở đây có rất nhiều khu vực trò chơi luôn nè. Có khu vực thác 1, thác 2. Đó. Thác 3 nữa. Nó có cái chỗ khu vực trò chơi đu dây. Cái chỗ đó thì nói chung là cũng khá là nguy hiểm, mình thấy nó nguy hiểm nhưng cũng rất là nhiều người chơi. Nó có suối nữa. Ở đây đang ở phòng vé Đẹp luôn. Rồi sao giờ ấy gì đi, vô hỏi luôn đi, hỏi trong đó luôn, cứ hồi luôn là 250 đó, là đi lên xuống luôn là 250 đó. Đang xếp hàng vào phía bên trong thì lâu ạ. Quá đông. Mình già còn còn hai vòng mới tới. Nó sẽ lên liên tục à, không có ấy đâu, lên tục tục quá trời không. Ở đây mình mới đi máng trượt xuống phía dưới thác Đa Tanh La. Đó, mình xuống phía dưới rồi, nó cũng khá là đông người đi luôn. Ở đây thì mình có thể đi xuống đây để mình chơi. Bây giờ mình có thể chụp hình đi lòng vòng tham quan. Thì cảnh ở đây cũng rất là đẹp luôn. Đây có một con suối nó chảy từ ở phía trên xuống. Ở đây để cho mọi người tới đây để tham quan và chụp hình. Nó cũng rất đẹp. Nó không khí thì cũng lành lạnh. Rất là đã luôn. Nó suối thì nó rất là trong luôn nha. Đây mình đang ở mới trượt xuống, đang ở thác là người ta.
chê xấu mà kêu chụp hoài. Chụp chỗ đâu? Giờ chụp đâu nè? Lên ta ở phía trên là đu dây này, không thấy ai đâu. Đây là con suối đó, nước rất là trong xanh luôn. Đây có cái phiến đá nè. Bây giờ mình sẽ đi qua cái chỗ này đó, mình đi lên phía bên trên của cái thượng nguồn của cái suối. Lên đó mình sẽ chụp hình, mình sẽ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem luôn. Nước suối rất là trong luôn nha. Ở phía trên cái thượng nguồn, ở phía trên kia đi qua cái cầu nữa là tới, cũng khách thì cũng khá là đông luôn, người ta đang xuống rất nhiều. Ở đây là phía trên cái thác Đa Tân La đó, rất là đẹp luôn. Đó, chảy xuống thì ở đây thì người ta có thể ra đây để tham quan chụp hình rất là đông. Buổi chiều ở đây thì nắng nó dạ qua con bên nên mình chụp hình thì nó sẽ hơi tối cái khuôn mặt đó, mình chụp xong đi đầu về mình chỉnh lại thì sẽ rất là đẹp luôn. Nên nếu mà chụp vào buổi trưa thì cái ánh sáng nó sẽ đủ rất là đẹp. Lúc trước ở đây thì nó lúc mà chưa có cái máng trượt á thì người ta sẽ đi bộ. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lên phía trên. Ở đây thì người ta xếp hàng đợi đi lên rất là đông luôn nha. Mà đợi thì cũng khá là lâu, rất là dài luôn. Ở đó máng trượt này là dài nhất châu Á, nằm ở thác Đa Tân La, ngay cái chỗ đèo Ren nha. Mọi người đi chơi thì có thể tới đây một lần để tham quan. Đây cũng rất là đẹp luôn. Sáng ở đây đúng sáng luôn, đẹp. Đây là quán lẩu nướng Xóm Lèo. Đây, bãi đậu xe đây. Xuống phía dưới. Lát nữa đón hoàng hôn luôn. Đâu kìa, chụp anh không? Đây là phía dưới thung lũng, cái chỗ mà mình tiệm nướng Xóm Lèo. Ở chỗ này thì cũng khá là nhiều những TikTok review, ở đây cũng rất là nổi tiếng. Ở phía trên là quán cà phê Chuyện Của Gió, cũng rất là đẹp luôn. Ở đây rất đẹp luôn. Đây ở phía dưới là trồng rất là nhiều dâu với bông ở trong nhà kính đó, rất là nhiều đó, để bản rồi ai biết. Nó sợ hở cái là nó nghẹt luôn. Đây là phía bên trong tiệm lẩu nướng Xóm Lèo.
Ở đây là những món ăn nè, ở phía trước là chỗ ban đêm khá là đẹp luôn. Nó đây là phố Thung Lũng Đèn, lên rất đẹp, buổi chiều thì có hoàng hôn khá là xinh luôn. Ở đây cũng khá là nhiều đồ ăn rất đa dạng, người ta đang xếp hàng vào cũng khá là đông luôn. Đây chụp hình cũng rất là đẹp nha. Thì một tô cho cô gọi, ai lấy này, ai lấy Diễm Ý lên này. Bây giờ mình mới vừa ăn cọc tiệm nướng xong, bây giờ đây là khung cảnh ở phía bên ngoài nè, ở ban đêm và rất là đông xe luôn. Đây có thể ngồi quán cà phê cốc ở phía ngoài đây, nhìn xuống Thung Lũng Đèn cũng rất đẹp. Giờ thì tối mình đi xuống chợ Đà Lạt mình chơi tiếp. Bữa nay thì rất là đông luôn, người ta giờ ban đêm người ta đi ra mua sắm ăn uống rồi đi ăn vặt rồi, rất là đông luôn. Đó là chợ Đà Lạt nha, nghe cái bụng binh mà chợ Lạt luôn. Quá đông, bữa nay rất là đông luôn. Chỗ này thì có bán sữa đậu nành, bánh tráng nướng, bắp nướng, khoai lang nướng rồi luôn. Rồi bữa nay khá là đông luôn. Ở trên rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ đi lòng vòng mình kiếm đồ mình mua nha. Ở đây là chỗ này thì ban ngày ở chỗ này thì nó bán cái cây kiển khá là nhiều luôn, bán dâu tất cả các loại cây kiển của Đà Lạt. Còn ban đêm thì sẽ bán quần áo riêng chứ không có chung nha. Ở đây rất nhiều đồ đẹp luôn. Ở bên đây là cái chỗ bà cô bán hộp gà nướng, bánh tráng nướng, bán khô rồi bắp nướng rồi rất là nhiều luôn. Ở đây là ngay chỗ giữ xe phía bên chỗ bưu điện của Đà Lạt thôi, ngay cái vòng xoay bán rất là nhiều đồ ăn luôn. Khô cá bóng rồi, khô đường rồi. Ở đây là khô mực bắp nướng rồi, con nướng nhìn khá là ngon luôn. Ở đây thì ra đây chủ yếu là mình ăn vặt, vặt xong rồi đầu mình về mình ngủ nha. Thời tiết buổi tối thì cũng rất là lạnh luôn. Buổi tối thì nhiệt độ ở đây nó khoảng chừng 10 độ. Còn ở đây là phía trước nè, ở ngay cái vòng xoay của chợ đêm Đà Lạt. Đó. Xe thì tấp nập rất là đông luôn. Đây là ở phía trước của chợ đêm Đà Lạt. Bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, cho mình một like và một lượt chia sẻ luôn. Ủa không có mua trứng hả? Em có trứng không? Em trứng không? Trứng kia để luôn cho nó ấy. Gì? Thôi thôi vậy khỏi đi. Khỏi đi, gì đó rồi.